chào các quý ông, quý bà. Rise Siêu đây. Thì hôm nay tôi làm cái clip này để chúng ta cùng unbox một em mua được kit mà tôi vừa mới mua về ngày hôm nay. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng lấy nó ra nào. Ta-da! Đây! New Kimei Slip Frost Long Range Striker Unit. Nhìn rõ hơn nè. Đó. Đây là một em model kit dạng girl và là kit ráp. Đó, nghe model kit là hiểu rồi ha. Đó, thì đây là lần đầu tiên mà tôi mà lèm về thể loại model kit girl. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng unbox nó ra để coi bên trong đây chúng ta sẽ có những cái gì nha. Rồi, các quý ông quý bà đã sẵn sàng chưa? Nào, chúng ta cứ bắt đầu thôi. Here we go. Rồi, bây giờ không làm mất thời giờ của các anh em nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng unbox em ấy ra nào. Rồi, mở hộp lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem cái chúng ta sẽ có cái gì đây. Đây, như đầu tiên các anh em có thể thấy một cuốn hướng dẫn rất là đẹp. Phải nói là quá ư là tuyệt luôn. Lật ra chúng ta sẽ có quá đẹp. Rồi, chỗ bằng bên. Rồi, chúng ta sẽ tới phần các runner. Thì đầu tiên đây đây là một cái runner, những cái part clear như trên hình các anh em có thể thấy. Đây, các phần clear ở đây, nó màu tím. Đó, thì đây là một set clear màu cam được khuyến mãi thêm trong đợt pre-order lần đầu tiên, đợt hàng đầu tiên đó. Đó, thì đây là một cái khoang tròn cổ, ở bên trong nó có cái dây kẽm mà bên trong chúng ta có thể tạo ra các nói chung là các cái dáng đứng nó sẽ tự nhiên hơn một chút. Đó. Rồi, để quan bên. Rồi, tiếp tục. Đây chúng ta sẽ có hai runner. Runner này là nó hình như là theo như tôi nhìn cái hình ảnh của thế này thì này là cái phần bắt bắt. Nói cái phần gắn ở đằng sau lưng em ấy. Đó. Đó, và đây cũng tương tự như cái này. Đó. Xem cái set runner clear màu tím, đó đây là set clear gốc của em ấy. Rồi vứt quăng bên. Excuse me. Rồi tiếp tục. Đây. Đây runner tiếp theo, của runner tiếp theo gồm hai runner và một runner PC. Đó. Thì theo như tôi thấy thì đây là cái phần chân cơ khí của em ấy, cái phần cẳng chân phía dưới ấy. Đây. Đâu rồi em yêu của tôi, đâu rồi? Đâu rồi ấy nhỉ? Đây, nếu nó nhìn từ sau thì nó dễ. Đây sẽ là cái phần chân cơ khí phía sau. Đây nó còn để dễ nhìn hơn đây. Đây, cái này có thể thấy đó, cái phần runner hồi nãy nó sẽ là cái cụm chân cơ khí ở phía đây. Đó, đây là trước khi mặc cái phần giáp vào đấy. Rồi, đó, rồi đó vậy nha, bước qua bên đó. Rồi, đây. Theo tôi nhìn nhận thì đó, đây là cái phần nhìn nhắm chút. Cái này là cái gì vậy? Nó nhìn cho đã xong rốt cuộc không nhớ này là cái gì luôn.
Nhưng mà nói chung cái này cũng là cái phần như cái phần mà phần đùi của Fox đó. Rồi thôi nói nhiều quá không biết, bước qua bên đi ráp sẽ biết thôi. Bước qua bên đó rồi, bước qua bên nhưng mà vẫn phải gọn gàng. Rồi tiếp tục đây, runner lớn đó. Đây là cái runner. Đâu rồi? Đây là runner phần đùi và chân của Force. Đó, cái này màu da. Đó. Phải nói là hãng này tuy là một hãng cũng không phải gọi là quá quá ư là danh tiếng và lâu năm, nhưng mà phải nói cái chất lượng nhựa làm rất là đẹp, rất là chi tiết. À, các em có thể thấy nhìn phải nói nhựa phải nói rất ư là sắc sảo, không có một tí nào gọi là rẻ tiền đó, mặc dù hàng tàu khựa đấy nha. Đó, rất là đẹp. Rồi tiếp tục đây, một hai ba bốn bốn runner. Thì cái này nó cũng là một số bắt clear và một số bắt của cái một số mảnh của khẩu pháo Ravgun Zero System đó. Chán ghê, nó tiếng Anh cũng lắp nữa. Rồi bước qua bên đó. Rớt rồi. Rớt rồi. Rồi tiếp tục. À, thì nguyên cái runner này là đây, để coi một hai runner đó, thì nguyên cái bộ runner này thì nó sẽ bao gồm toàn bộ các mảnh của khẩu pháo Ravgun Zero System đó. Rồi cho bằng bên ở đâu, ba runner chứ, sorry anh em. Rồi cho bằng bên đây. Thì đây hai runner clear, một runner màu xanh dương. Thì runner màu xanh dương này là phần top của em ấy đó, mà runner clear này là cái nó dễ hiểu là cái phần mà cái bay để máy lên đó, và để hỗ trợ đứng cho nó chắc chắn hơn đó. Rồi cho qua bơi luôn, lại rớt nữa rồi. Rồi xong rồi đây, một trong những phần phải nói là tôi rất ấn tượng ở hãng này đó, các em có thể thấy đó, đây là những khuôn mặt cơ bản của Force đó, đã được in sẵn đó, phần mắt lên nó rất là đẹp, phải nói là chất lượng, phải nói là cực kỳ chi tiết luôn, rất là mịn màng, mịn như da người yêu tôi vậy đó. Rồi à, đây là một cái khá hay đó, đây là một cái bắt nhựa dẻo trong suốt đó. Thì đây là cái phần mà gọi là cái gì ta, nói đơn giản là cái đây là cái phần eo của Force, nhưng mà là cái dạng mà để chúng ta có thể nhìn thấy bên trong được đó. Thì do Force là một cyborg cho nên bên trong em ấy là một khung xương, khung xương một khung xương kim loại hoàn chỉnh đây, cái này có thể thấy đó, đây đó, cái phần xương ở bên trong của Force là hoàn toàn bằng kim loại đó. Ý nói là ý tưởng là khung xương hoàn toàn là kim loại của một cyborg đó. Rồi thì cái phần eo này đó, thì cái phần eo trong suốt này thì nó sẽ thay thế vào cái phần eo màu da này đó, để cho những anh em nào thích cái cảm giác máy móc hơn, cái cảm giác mà gọi là thuần về máy móc hơn. Chứ thật sự mà nói nhìn
sơ sơ nhìn vẫn giống người lắm cơ, không ai biết em ấy là cyborg đâu. Hi 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 hi. Rồi. À đây. À còn đây là những cái file dự phòng để cho các anh em có thể có thêm những cái option về mặt đó, về biểu cảm. Đó thì những cái mặt này nó chưa có được sơn phết hay là dán gì lên hết. Thì các anh em muốn coi được những cái mắt mũi trên đây thì các anh em có thể đây. Đó thì đây là phần đề canh nước. Nó sẽ có đầy đủ đó, tất cả những cái phần mắt, đó, miệng, đó và những cái đề canh chi tiết ở trên Force đó. Rồi, em một bên. Rồi gần tới hồi kết rồi. Còn đây là cái phần base chính đó, còn những cái buckle hồi nãy như tôi nói đó là cái phần mà để gắn vào những cái nơi này. Nó để tạo ra một cái space đứng cho Force đó, rất là đẹp. Ở đây đó một cái điểm khá chú ý khác. Đó. À, đây là cái đề can của cái Model Eye Sensor ở trên cái helmet của Force. Đó, không phải là sticker dạng sao ta, hình cái dạng cái hình tròn thông thường đâu. Đây là cái nó lồi lên luôn á đó. Đó, đúng chất một cái Model Eye Sensor, rất là đẹp. Rồi đó, đây là một cái effect back clear của khẩu pháo Logan Zero System. Rồi. Rồi và phần cuối cùng đây. Đây là phần bàn tay của Force. Đó, rất rất là nhiều. Nó rất rất là nhiều. Nó phải nói là rất là đẹp, không có một chút nhựa thừa nào, phải nói là tuyệt vời các anh em ạ. À. Rồi. Thì túm cái váy lại đó, đây là tất cả những cái gì của Ford mà tôi đã unbox ra rồi. Và chúng ta sẽ tới tiết mục cuối cùng và sẽ kết thúc nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới tiết mục cuối cùng, đó chính là khui siêu một vài runner và cùng giết nó thưởng thức blem nó nhé. Go cái coi runner nào đây, runner nào đây. À, thử runner clear trước đi nha. À trời ơi, phải nói là sau 4 năm tháng tôi không chơi một món mua đồ kit nào, phải nói là cái cảm giác cầm lại phải nói là nó phê thật sự các anh em ạ. Nha. Ôi rồi ôi, clear đẹp thế. Hít thử phát thế nào. Phê quá. Tuyệt vời. Tuyệt vời đó. Thì đây là tổng quan tất cả những thứ mà đã unbox ngày hôm nay, thì đó quá trình build em nó và clip review tôi sẽ ra sau đó, các anh em hãy cùng đón chờ trên kênh Game Thủ Thích Nhựa Ra Sẽ Sương nha. Rồi xin tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại các anh em trong clip kỳ tới.